Tiếp nối chương trình trên TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga. Phạm Minh Chính và cái ghế quá khổ. Theo Cục Thống kê cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, thì ngân sách nhà nước thẳng dư 83.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 9, ông Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết hiện nay ngân sách nhà nước rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Hàng chục ngàn chiến sĩ công an quân đội đang tham gia chống dịch ở phía Nam nhưng không có ngân sách để cấp. Ngân sách dự phòng thì đã hết. Câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà ngân sách nhà nước từ thẳng dư 83.000 tỷ đồng bỗng chốc sụp đổ? Nguyên nhân là vì đâu? Đất nước có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương nhưng chỉ có 16 địa phương là đóng góp, còn lại là các tỉnh ăn bám. Trong 16 tỉnh đóng góp cho ngân sách trung ương ấy, 5 vị trí đầu theo thứ tự là thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 27,5% cho ngân sách trung ương. Thứ nhì là Hà Nội đóng góp 16%. Thứ ba là Bà Rịa Vũng Tàu đóng góp 5,6%. Kế đó, Đồng Nai đóng góp 3,9%, Bình Dương góp 3,6%. Riêng tỉnh Khánh Hòa không thuộc về top 5 nhưng cũng góp 1,6% ngân sách. Như vậy, 6 tỉnh bị Covid tấn công mạnh phải phong tỏa lại là cái nhóm đóng đến 58,1% ngân sách cho trung ương. Nếu để kinh tế 6 địa phương này sụm thì đương nhiên ngân sách trung ương sẽ sụm theo mà thôi. Mà để kinh tế không sụm thì phải chọn cách phong tỏa nào cho nó hợp lý. Bài học từ các nước trên thế giới thì có nhiều ra đó. Việc của chính phủ là chọn cái cách phong tỏa nào phù hợp. Thế nhưng mà họ cũng không làm được phong tỏa cứng kiểu việt nam nó đưa đến năm cái hại đó là tốn ngân sách vô ích tốn nhân lực vô ích làm đứt gãy chuỗi cung ứng dân và doanh nghiệp khốn đốn kinh tế địa phương kiệt quệ nhanh chóng ngược lại phong tỏa mềm theo cái kiểu của thái lan và nước úc thì lại mang đến năm cái lợi đó là tiết kiệm ngân sách tiết kiệm nhân lực duy trì được chuỗi cung ứng không tạo khó khăn cho dân và doanh nghiệp nên kinh tế vẫn hoạt động tốt. Phải nói rằng bốn tỉnh và hai thành phố đang bị Covid tấn công nặng nhất hiện nay lại chính là sáu cái cỗ máy in tiền cho ngân sách trung ương. Áp dụng biện pháp phong tỏa cứng cho sáu địa phương này thì điều đó có nghĩa là chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã tự tay đập vỡ các cỗ máy in tiền cho ngân sách. Mồm thì hô hào mục tiêu kép nhưng trong chính sách thì lại dập nát những cái cỗ máy in tiền mạnh nhất thì phải nói là không còn gì để nói. Một ông thủ tướng từng được ca ngợi là vừa làm công an vừa viết sách kinh tế. Tuy nhiên, ngay trong mùa dịch này đã cho thấy tất cả năng lực của ông Phạm Minh Chính và nội các của ông như thế nào thì kết quả đã cho biết tất cả rồi. Không có khả năng tiên liệu và nguy hiểm hơn là không chịu học hỏi cách chống dịch của các nước khác, cho nên đã đưa đến hệ lụy vô cùng tệ hại như ngày hôm nay. Theo báo chí cho biết trong 8 tháng đầu năm có 85.000 doanh nghiệp trong nước giải thể. Tuy nhiên, ngân sách lại bội thu đến 83.000 tỷ đồng sau 8 tháng. Như vậy là doanh nghiệp trong nước không ảnh hưởng quá nhiều đến ngân sách. Doanh nghiệp trong nước chết nhiều mà ngân sách vẫn bội thu, nó nói lên vai trò rất là to lớn của FDI, tức là những cái doanh nghiệp vốn nước ngoài đóng góp đối với ngân sách nhà nước. Các cái doanh nghiệp vốn nước ngoài FDI mà đi thì nền kinh tế Việt Nam sẽ mất hết nội lực và ngân sách sẽ bị khuyết một lỗ trống khổng lồ. Rõ ràng thực tế cho thấy như thế rồi. Nếu để ý kỹ thì tỉnh nào có đầu tư nước ngoài lớn thì tỉnh đó giàu có. Điều đó cho thấy vai trò rất lớn của FDI đối với nền kinh tế địa phương. FDI làm ra hơn 70% hàng hóa xuất khẩu cho cả nước, vậy nên ngân sách nhà nước phần lớn cậy nhờ vào thành phần doanh nghiệp này là điều dễ hiểu. Mới đầu tháng 9, báo chí cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản có văn bản kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân thành phố nói rằng nếu để đứt gãy chuỗi cung ứng thì họ sẽ rút. Được biết Nhật Bản là nước đứng đầu trong các nước rót FDI, rót vốn vào Việt Nam, nên lời cảnh cáo của họ là rất nghiêm trọng. Tới đây, mọi người có thể hình dung ra là phản ứng dây chuyền của chính sách sai. Vì phong tỏa cứng dẫn tới chuỗi cung ứng bị đứt gãy, chuỗi cung ứng bị đứt gãy thì các doanh nghiệp nước ngoài FDI rút, mà nếu FDI đang đóng một vai trò lớn trong việc nộp thuế mà khi FDI rút đi thì ngân sách sẽ cạn, thậm chí là cạn rất nhanh. Lỗi này ai là người chịu trách nhiệm lớn nhất? Ông Phạm Minh Chính chứ không ai khác thưa quý vị. Ông Phạm Minh Chính là một con người ngoan cố, đã sai thì quyết che đậy chứ không chịu lắng nghe cái bọn dân đen. Chính vì thế mà khi hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra lời cảnh cáo thì ông Chính lại cho ông Hoàng Anh Tú, phó vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông trấn an rằng sẽ không có cái chuyện dòng vốn FDI rời khỏi Việt Nam đâu mà một ông tuyên giáo mà nói chuyện kinh tế thì quý vị biết ngay là nói xạo rồi nói theo lệnh của cấp trên chứ biết cái gì mà phán cái sai nó đã rành rành ra như thế thay vì đổi cách chống dịch để cứu lấy nền kinh tế ông phạm minh chính lại nhờ cái mồm tuyên giáo che đậy sai lầm cho mình cho đến bây giờ chỉ qua 6 tháng cầm quyền phạm minh chính đã cho thấy ông ta là một con người vừa bất tài vừa ngoan cố rất nguy hiểm cho đất nước này ông phạm minh chính này nếu có liêm sĩ ông hãy rời khỏi chiếc ghế thủ tướng đi một chiếc ghế quả là quá tầm đối với ông đó anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau